sẽ tìm giúp ông cây tre trăm đốc. Ông sẽ thổ chức lễ cưới cho hai đứa. Dạ, con hiểu rồi. Anh nông dân thật thà, tìm quá trời tìm mà không thấy cây tre nào có 100 đốt hết. Gặp lão bá hộ xảo quyệt, tôi hứa là để cho thằng tre nó làm việc hăng hái cực lực lên. Chứ không lẽ bà muốn con gái của mình lấy chúng một thằng chồng khổ rách áo ôm hả? Người lương thiện có gặp được may mắn. Ông lại. Kẻ bất tính sẽ nhận lấy cái kết ra sao? Sao tôi bị cái tre này rồi? Trời ơi, tôi ra đi bà. Trời, cứu ông đi con ơi. Thì ông bị cái gì rồi nè? Đón xem Rồng Rắn Lên Mây, cây tre trăm đốt, phát sóng lúc 20 giờ ngày 16-17 tháng 4 trên HTV3 Dreams TV.